tại sao nên mua một set phụ kiện xì gà? Những người chơi xì gà thì không bao giờ có thể thiếu được các món phụ kiện xì gà như dao cắt, bật lửa kho xì gà, bao da xì gà, gạt tàn xì gà. Phụ kiện xì gà có thể được bán lẻ từng món hoặc được bán theo set. Vậy thì tại sao nên mua một set phụ kiện xì gà? Cùng Ambe tìm hiểu thêm qua video này nhé! Lý do bạn nên mua set phụ kiện xì gà. Nên mua phụ kiện theo set hay mua lẻ tốt hơn? Và câu trả lời là nên mua set phụ kiện xì gà. Vì sao ư? Có những lý do sau đây để bạn nên mua một set phụ kiện xì gà. Thứ nhất, về giá cả, một set phụ kiện xì gà sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn rất nhiều so với mua từng món phụ kiện riêng biệt. Thứ hai, về thẩm mỹ, các món phụ kiện xì gà trong cùng một set sẽ được thiết kế, trang trí tương đồng nhau. Tông xoẹt tông khi bạn sử dụng sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như đẳng cấp của mình. Thứ ba, set phụ kiện xì gà làm quà tặng biếu cũng rất thích hợp. Set phụ kiện xì gà được bao gói sang trọng, cảm giác món quà sẽ đầy đủ hơn, mang lại ấn tượng tốt cho người nhận quà. Vậy thì nên mua set phụ kiện xì gà ở đâu? Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp các loại phụ kiện xì gà, Ambe cam kết mang đến cho bạn những món phụ kiện xì gà chất lượng với chế độ bảo hành và khuyến mãi hấp dẫn. Để được tư vấn chi tiết về các mẫu set phụ kiện xì gà và cách thức đặt hàng nhanh nhất, mời bạn để lại số điện thoại ngay dưới phần bình luận video này hoặc liên hệ ngay với hotline của Ambe nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe, nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.